xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Toyota. Đấy, các bạn thấy ở Việt Nam không? Đâu khác gì ở Mỹ đâu. Tại sao phải bỏ quê hương đất nước ra đi, trong khi đó mình làm ăn nên làm ra, qua xứ người ta đi làm trâu, làm bò, làm ngựa cho cái thằng tư bản. Những người ta nghèo khổ thì họ tìm cách họ đi để đặng họ làm, họ dành dụm kiếm tiền. Trong khi đó ở quê nhà cuộc sống các bạn thấy không? Nhu cầu làm ăn đồ phấn tới rồi rất là nhiều, đời sống ấy, cái gì cũng có hết, đâu có đua gì Mỹ đâu. Tôi nói ngay, cả dân Mỹ bây giờ mà chưa chắc gì có cửa với dân Việt Nam, mà dân mà trung lưu á, thành phần trung lưu á, mà ở Việt Nam đâu, thành phần trung lưu Việt Nam bây giờ là cũng khá. Mỹ thì các bạn thấy nghèo khổ homeless, mấy thằng chính trị thì tối ngày đập nhau, đấu đá nhau, tranh giành quyền lực, thao túng rồi tham nhũng tham ô, ăn trên ngồi chóc, dân thì khổ, không nhà không cửa, cuộc sống ngày càng tồi tệ, tham nhũng tham ô quan liêu, tranh quyền cố vị, tới nỗi mà một cái ông tổng thống như ông Trump mà nó còn không tha ông, các bạn thấy không? Tại vì nó sợ ổng sẽ lãnh ổng sẽ ra ổng tranh cử nhiệm kỳ tới nè. Nó tàn sát lẫn nhau, không trừ mọi thủ đoạn. Anh chị em các bạn thấy trong đó, khi đó ở quê nhà mình coi nè, chàng ơi, đâu có thua gì Mỹ đâu, có tiền ở quê nhà, các bạn thấy không? Đó, xe cộ đời sống coi nè, xe đẹp ghê không, vài trăm triệu thôi, bỏ tiền bỏ của, bỏ quê hương đất nước rồi qua xứ người ta, rồi chửi lại quê hương nữa, qua xứ người ta rồi làm trâu làm bò, rồi chửi lại quê hương đất nước. Ở Việt Nam các bạn thấy không có thiếu gì hết đó. Cái quan trọng là mình có khả năng để mình cầu tiến không, còn mình cứ đi qua xứ người ta rồi phải làm lao nô. Thằng ở trong nước thì đại gia, các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà tội tà phục vụ. Tại mình đem xe lại cho nó maintenance đó, cho nó bảo trì, nó bảo trì định kỳ, mình đem vô dealer định kỳ, cũng giống như bên Mỹ vậy chứ các bạn. Đấy. Người ta xài xe rồi đi tới đi lui, rồi cuộc sống tuyệt vời không hả? Xe Việt Nam bây giờ nếu mà nói cái mức đời sống mà giá trị đồng tiền, dân trung lưu bây giờ mà nó đi làm văn phòng đồ anh chị các bạn, nó mua xe hết chứ, đẹp ghê không man, vài trăm triệu thôi mà có chiếc xe chạy, wow, học coi nè. Mà vấn đề mà mua xe hơi ở Việt Nam, ô tô á, đó là cái phương tiện người ta mua, nó giống như là cái tài sản, chứ không phải bên Mỹ mua để có như cái phương tiện là để đi lại. Việt Nam thì người ta không có cần thiết, người ta không có cần thiết. Giống như ở bên Mỹ các bạn không có chiếc xe, các bạn đâu có đi đâu được. Còn Việt Nam ta đạp xe đạp, ta đi còn lựa đạp điện rồi Honda, xe đẹp ghê không mè. Coi các bạn coi, đi cái dealer của người ta nè, tôi nói nó còn sạch hơn bên Mỹ nữa chứ. Bên Việt Nam nó giữ cái dealer của nè, mấy anh còn sạch còn hơn trong nhà mà đi cái nè, xe cộ người ta men nành bảo dưỡng đó, nãy những người này mà xe bảo dưỡng định kỳ đồ, các bạn thấy không đó, mình cũng đem xe vô mình bảo dưỡng định kỳ. Tự hào không, quê hương của mình không biết tự hào, đi ra rồi nghe lời mấy cái thằng chống cộng, mấy cái thằng mắc dạy lưu manh ô hợp, thằng Trương Quốc Huy rồi thằng Lý Sò Phạm rồi mấy cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại,
mấy thằng đó toàn là lũ ô hợp, toàn là cái lũ đầu đường xó chợ. Mở cái lịch sử tụi nó ra có đứa nào ra hồn vía vậy đâu. Ngồi đó cứ nghe lời tụi nó đó, nghe lời tụi nó lời chống phá xuyên tạc đất nước không ra cái gì hết trơn á. Thôi mình bỏ xe cho nó men nành, bây giờ mình đi về đây. Các bạn thấy cái dealer đẹp không? Đó, đây nè, hoành tráng không, lớn giả hoang cái dealer. Coi nè, wow, dealer không thua gì dealer bên Mỹ luôn, ngay góc đường luôn. Ok thôi, mình xin tạm dừng ở đây nha. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye.